ác ha cô chú anh chị. Do đó thì Mai là chụp ngực hàng năm mỗi năm, và ông xã Mai lúc nãy là ông xã Mai offer là anh sẽ khám ngực cho em miễn phí, anh không cần phải trả tiền. No charge. For free, no charge. Lạy hồn. Tôi sợ quá, tha cho tôi. Chứ chị thấy ông nghe. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay thì Mai sẽ có hẹn với bác sĩ phụ khoa cô chú anh chị, thì chút xíu nữa Mai sẽ đi khám. Bây giờ thì Mai ăn tạm cái tô bún bò ha. Đây tô bún bò của Mai nè. Nước sôi lên rồi, để Mai tắt nhỏ nhỏ lại. Trời ơi, ở Mỹ này mà có bún bò phở mà buổi sáng ăn là số 1 rồi cô chú anh chị ha. Không có đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Rất là ngon. Đây, xin mời cả nhà ăn bún bò chung với Mai nha. Có chả nè, thấy không? Có tái nè, có nạm nè. Có thịt heo nữa nè. Mai xin mời cả nhà. Mai ăn bún bò xong mà hẹn chi nãy giờ, chắc là trễ giờ rồi sao mà ông xã Mai cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ, cái mà nói trễ rồi hả, giờ mình phải đi hả? Ông xã Mai nói không, ăn đi 5 phút nữa. Mai nói thôi thôi đủ rồi. Thì bây giờ Mai chuẩn bị thay đồ đi cô chú anh chị ha. Hôm nay thì ông xã Mai sẽ chở Mai đi. Mỗi lần mà Mai đi khám bệnh hay là đi giấy tờ này nọ thì ông xã Mai lúc nào cũng dành thời gian chở Mai đi hết ha. Đây lên đường thôi cô chú anh chị ha. Anh chàng này buổi sáng ra là thấy là điện thoại liên tục. Có nhiều khách hàng của ông xã Mai là phụ nữ của chú chị mà người Mỹ á, mà khi mà họ đãi cái giọng họ Mai nghe mới sợ lắm. More, I can't take it more. More. Trời ơi bà tóc. Mày xỉu luôn á. Nên mỗi lần mà những cái người khách hàng đó mà gọi điện Mai nói ông xã Mai là đừng có tới gần Mai, tại vì tới gần Mai nó mang cái nguồn năng lượng tiêu cực đấy, Mai không có muốn nghe. Mai cảm thấy người ta giống như lúc nào cũng than phiền á cô chú anh chị, thấy rất là thấy cuộc sống nó áp lực quá. Nên ông xã Mai nói trời ơi, em có biết là anh phải chịu đựng cái bà này bao nhiêu lâu rồi không, tại vì khách hàng của ông xã Mai toàn là những cái khách hàng lâu năm không mà có nhiều người thì họ nói cái giọng họ nghe rất là khó chịu, có nhiều người thì nói rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Đó thì Mai thì không hiểu cái chuyện gì nhiều, nhưng mà chỉ mà than phiền một phát là thôi là Mai muốn xỉu luôn á. Mỗi lần mà nghe cái điện thoại của mấy chị đó là Mai nói thôi đi chỗ khác nói đi, đừng có đứng cần Mai nói, hoặc là Mai sẽ tự tránh đi chỗ khác của chú anh chị ha. Thì tâm sự chơi chơi vui vui vậy thôi. Honey. Honey. Walk. Đây Mai tới chỗ bệnh viện này đây cô chú anh chị, nãy giờ thì vợ chồng Mai ở trong xe để đợi tới gần giờ mới vô ha. Không phải bệnh viện, phòng khám, Mai nói lộn ha. Đây là phòng khám phụ khoa, Mai đi khám định kỳ. Ở bên Mỹ này thì đa số ai cũng đi khám định kỳ mỗi năm cô chú anh chị. Ông xã Mai thì cũng chịu khó chở vợ lắm. Đây là khu vực phòng chờ nè cô chú anh chị. Khi mà mình tới thì mình vô đây để mình làm thủ tục. Thì họ đưa cho mình một cái giấy rất là nhiều tờ để mình đọc và mình ký tên, mình điền vô ha. Mỗi lần mình đi tới lấy hẹn là điền rất là nhiều giấy tờ. Ở bên Mỹ này mình làm thủ tục gì rất ký rất là nhiều giấy luôn. Đây, Mai điền xong giấy thì Mai đem nộp lại cho họ ha. Còn ở đây bây giờ bệnh viện vẫn còn đeo khẩu trang nha. Mình tới đây là họ phát cho mình khẩu trang để mình đeo vô. Đây là phòng khám nè cô chú anh chị. Mỗi phòng khám này là có một người thôi, một mình ha. Đây là cái ghế để ngồi khám ha. Giờ đây là khám phụ khoa đó cô chú anh chị. Và họ bắt mình cởi hết đồ ra rồi, treo bên đó. Đây, Mai đang ngồi đây chờ bác sĩ ha. Họ nói mình thay đồ xong rồi để cái này lên trên lầu rồi đợi bác sĩ thôi. Mỗi phòng khám này thì đều có sink rửa tay, có đầy đủ hết. Một ở bên Mỹ này thì mình thấy phòng khám nó giống nhau, ở đâu cũng cái phòng khám nhỏ nhỏ như vậy và cá nhân riêng ha, không có chung. Đó, khi Mai đi vào đây thì cái cô y tá cổ dẫn Mai vô rồi cổ đo cân cho Mai là bao nhiêu ký, rồi đo huyết áp cho Mai, rồi điền hồ sơ hỏi Mai những cái thông tin cơ bản ha. Sau đó thì nói Mai ngồi để chờ bác sĩ vào khám. A few moments later. Đây, bác sĩ khám xong cho Mai rồi cô chú anh chị. Chắc là Mai đi ra đi về được rồi. Cái kết quả họ sẽ tự gửi về nhà mình ha. Và nếu mà có thuốc gì là họ sẽ tự gửi về cái nhà thuốc tây ở gần nhà mình luôn, thì mình ra đó mình lấy chứ mình không có cần phải ở đây.
Đây, cô chú chị ơi, may ra khỏi đó rồi, họ cho gửi cho mình một cái description. Chút xíu Mai sẽ lên xe Mai nói cho cả nhà nghe. Đây, cô chú anh chị, cái cô bác sĩ khám cho Mai là một cái cô bác sĩ lớn tuổi, rất là có nhiều kinh nghiệm ha, và cũng nhẹ nhàng nữa. Ở bên này thì bác sĩ đối với bệnh nhân cực kỳ nhẹ nhàng, và nói chung là họ từ tốn chứ không có như là gấp giống như Việt Nam. I do it for free. You don't need this. Thì sau khi khám xong thì Mai đi ra, Mai check out ở cái quầy, mà lúc mà Mai check in vào đó thì người ta đưa cho Mai cái tờ giấy này. Thì Mai sẽ đi khám mammogram là chụp ngực đó cô chú anh chị. Tại vì nhiều người sẽ hỏi Mai là tại sao mà Mai chụp ngực sớm quá, Mai mới có 30-40 tuổi mà chụp ngực. Nhưng mà tại vì mẹ Mai là có tiền sử về ung thư vú, do đó là Mai đã chụp ngực từ khi mà Mai qua Mỹ, là mỗi năm Mai đều phải đi chụp ngực đó cô chú anh chị, để đảm bảo là mình không có bị ung thư ha. Và mình khám như vậy định kỳ hàng năm luôn. Thì ở đây họ liên kết với nhau. Khi mà Mai vào đây Mai khám bác sĩ tổng quát đó cô chú anh chị, thì bác sĩ tổng quát sẽ giới thiệu với Mai đi qua khám bác sĩ phụ khoa này. Và bác sĩ phụ khoa khi mà khám và họ nghe cái lịch sử gia đình mình á, khi bắt đầu mình khám rất là phải kỹ cái lịch sử gia đình, có ai ung thư, có này nọ, hay là thậm chí là cái ngày có kinh lần đầu tiên của mình khi mình mà dậy thì á, là ngày nào. Họ khám rất là cẩn thận và họ chuyển hết tất cả những cái hồ sơ, ví dụ như trước đây mình khám bác sĩ nào thì họ sẽ chuyển những hồ sơ từ bác sĩ đó về bác sĩ này ha. Và khi mà nghe cái lịch sử của Mai như vậy thì bác sĩ này đó là từ bác sĩ phụ khoa này nè là đề nghị Mai đi tiếp tục cái bước tiếp theo, đó là tới bác sĩ chụp ngực ha, là mammogram. Thì do đó thì bây giờ Mai đã khám phụ khoa hàng năm xong, bác sĩ đầu thì cũng tới cái định kỳ tới hàng năm đó. Thì bây giờ Mai lại qua tiếp tục, Mai đi lần tới là Mai sẽ đi chụp ngực. Bây giờ thì đưa cho Mai từ cái tờ này nè, thì bảo hiểm nó mới chi trả cho mình cô chú anh chị ha. Tại vì nếu mà không có cái tờ giới thiệu này mà mình tự ý mình đi chụp ngực á, thì cái chi phí chụp rất là đắt tiền, có thể cả ngàn đô đó cô chú anh chị. Còn nếu mà từ cái tờ này, bác sĩ có yêu cầu của bác sĩ á, khi mình đi mình chụp ngực á thì mình sẽ được bảo hiểm chi trả. Ví dụ như mình chỉ copay bao nhiêu tiền, 100 đô thôi, thì mình chỉ trả 100 đô, còn lại là bảo hiểm trả. Chứ nếu không là cái chi phí nó rất là đắt ha cô chú anh chị. Do đó thì Mai là chụp ngực hàng năm, mỗi năm. Và ông xã Mai lúc nãy là ông xã Mai offer là anh sẽ khám ngực cho em miễn phí. Yeah boy. Em không cần phải trả tiền. For free, no charge. For free, no charge. Lạy hồn. Chán. Tôi sợ quá. Chán cho tôi. Chứ chị thấy ông đâu. Đừng. Ê, cô chú chị, đây là bác sĩ Mark. The Dr. Mark. Yeah. He can do mammogram for free nha cô chú anh chị. Ai có yêu cầu. But only for my wife. Sửa lại là chỉ cho dở thôi. I get smacked in the face. Chỉ làm cho dở thôi chứ không có là sẽ bị tát, bị ăn tát cũng khôn, cũng biết khôn cô chú anh chị ha. Bác sĩ này là không cần bằng cấp khám lụi gì đó, khám mà không cần phải mở đèn. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Right? You don't need to turn on the lights when you do that, right? No lights. Yeah. Thấy không cần mở đèn đâu cô chú anh chị. Also, you have to get completely naked when I check them. Ông nói là phải cởi đồ ra. Bây giờ thì ông xã Mai nói là sẵn tiện đi ở nhà hàng sushi bữa hôm là cả gia đình Mai ăn chung với con ông xã đó. Thì ở gần đây luôn, sẵn tiện thì ông xã Mai đói bụng nên Mai đi vô ăn chung với ông xã Mai. Còn Mai thì sáng mới ăn một tô bún bò quá mặn thì vô đây ăn cái gì đó nhẹ nhẹ cũng được cô chú anh chị ha. Đó là tại sao mà Mai mập đúng không cô chú anh chị, đâu phải lỗi tại Mai đâu, lỗi là tại anh này nè. Đổ thừa, cũng phải tìm lý do đổ thừa. Đó thì nói chơi thì thôi, chứ Mai vô đây Mai uống nước, chứ lại Mai ăn cái gì nhẹ nhẹ cho ông xã Mai ăn trưa ha. Xin mời các cô chú anh chị cùng với vợ chồng Mai đi ăn trưa. Đây là nhà hàng Mirim của Nhật Bản cô chú anh chị ha. Mirim, gia đình Mai thì ông xã Mai với lại Mai rất là thích ăn đồ Nhật. Tại vì nó không có dầu mỡ giống như đồ của người Tàu, người Hoa, mà nó thanh đạm hơn, nó giống như đồ Việt Nam của mình, rất là healthy. Cá này nọ không cũng được. Và Mai thấy cái nhà hàng này họ làm theo cái phong cách rất là Nhật, có nghĩa là họ không có bị lai tạp bởi cái văn hóa của người Mỹ của chính trị. Có nhiều nhà hàng Nhật ở đây nhưng mà họ theo kiểu rất là Mỹ ha. Ok, vô thôi đi. Em nữa. Ờ, they open. See. Đây, nhà hàng nhỏ nhỏ thôi chứ không có to ha. Nhưng mà cũng khá dễ thương. Lần trước thì ơi, vợ chồng Mai có đi ăn chung với mấy đứa nhỏ, con xã Mai với bà nội rồi. Bữa trước mình ngồi bàn to này, còn hôm nay thì mình ngồi cái bàn nhỏ này ha. Ok honey. Ok. Đây là quầy ba, quầy sushi. Quầy ba mà cũng là quầy sushi của nhà hàng này ha. Nó rất là kiểu của người châu Á mình cô chú anh chị. À, thấy không, trang trí tất cả đều rất là kiểu châu Á ha.
Tại vì nếu mà người nhà Mỹ á, thì họ sẽ không có trang trí nhiều rườm rà như vậy đâu. Họ sẽ tối giản hơn ha. Kiểu này cũng giống như là kiểu khá là châu Á, nên mình nghĩ là chủ này cũng rất là Nhật. Đây, hôm nay thì Mai quyết định là Mai sẽ uống trà mận. Nó ngọt ngọt, nó nóng nóng ha. Và Mai sẽ ăn một chén súp và kem. Đây, cô chú anh chị, ông xã Mai, Mai nói không ăn cái gì hết mà cũng cố gắng dụ dỗ Mai là ăn oyster. Tại biết Mai cũng thích oyster ha. Nên ổng nói oyster, xong rồi ổng còn đá lâm nheo với lại cái cô phục vụ này nữa. Ý là oyster sẽ giúp cho ổng đó. Chứ không thấu luôn. Đây, trà của Mai đây, với lại cái gì của ông xã đây. What's this, honey? It's called green tea. Why you order green tea? You probably never had it in your whole life. Ổng ghẹo Mai đó. I'm going to order it so you can taste it. Why? First time, right? Ông biết là Mai thích trà xanh hoặc là trà jasmine á. Nên hôm nay Mai order cái trà mận này. Thì ông order thêm cho Mai một cái ly trà này nữa mà Mai không có biết ha. Để trong trường hợp mà Mai không có thích trà này thì Mai uống cái trà đó. Nó nhiều chuyện nó sợ luôn á. Nói chung xã Mai cũng dễ thương ha. Nhiều khi một cái hành động nhỏ như mình thấy cũng vui vui. Ông nói là cái này là trà xanh đó, em không có biết đâu, anh nghĩ là chưa bao giờ em được thử. Ông làm cái kiểu giống Mai á, trời lạnh là Mai hay làm vậy, ông bắt chước. Trộm chuyện ghẹo Mai của chú chị. Nghĩa là trời lạnh đó là Mai hay làm vậy, xong Mai áp lên cái mặt của Mai. Không chịu đời nổi. Đó, kiểu của Mai. Thấy ẩu không? Trời ơi. Anh em giỡn thôi, nó ngon. Ông cũng khùng thiệt luôn á. Đây, vậy là hai ly trà này là của Mai hết nha, chứ không phải là của ổng nha. Ổng có ly nào hết á. Nothing for you. Nothing for you. Chua chua. Được á, Mai cũng thích trà này. Rồi ổng làm nữa. Thank you. Đó, salad ra, salad đây cũng ngon. Okay, that's fine. Đây là súp của ông xã Mai. Have a minute. Can we both have chopsticks? Is it okay? Please. Oh, I'll do that. Đây. Thanks. Súp của Mai ha, đây là Mai có súp miso. Miso súp, miso súp. Ăn nhà hàng Nhật thì hay có miso súp. Đây, mời cả nhà ăn súp chung với vợ chồng Mai nha. Mai thì chỉ ăn có trứng súp này thôi. Và hàu nữa chứ, quên. Ông xã Mai cũng order hàu cho Mai nữa. Ta mới đi khám phụ khoa xong, bây giờ cho anh ta ăn hàu rồi. Chắc không để cho anh ta phục hồi. Ghẹo ghẹo không à. You don't watch me, are you? Huh? You don't watch me, are you? I'm watching you, honey. Oh God. Oh God, ông nói. Ew, cái chân burn your face, okay? That's so. Ông khùng dữ thật. Rồi, ăn đi cô chú chị ha. Mời cả nhà ăn. Ngon, súp ở đây ngon nha. It's cold outside. I like hot soup. Lại à? I do, I like it when it's cold outside. Ông ghẹo Mai vậy đó. Tại vì Mai nói khi mà trời lạnh thì Mai rất là thích cái gì nóng á. Mai thích súp nóng. Rất là ngon, súp này ngon lắm cô chú anh chị. Wow, hàu của nhà hàng này nhìn đẹp không cô chú anh chị. Mai thích là ăn hàu ở nhà hàng Nhật hơn, bởi vì họ có cái nước sốt với lại bỏ cái trứng cá vào cho mình đó cô chú anh chị. Nó có nhiều vị hơn là ăn hàu ở nhà hàng Mỹ. Hàu ở nhà hàng Mỹ thì không có được ngon bằng hàu nhà hàng Nhật ha. Big one. Trời ơi, đẹp quá ha. Đẹp quá đẹp luôn. Đây Mai sẽ dắt chanh vòng vòng ha. So good. Dắt cho nó tái tái một hai giọt thôi chứ không phải là nhiều ha. Nhiều quá nó chua quá, ăn cũng không ngon. You okay? Enjoy it. After you. You take it first, honey. Okay. Mày kêu chồng mày ăn đi, ông nói là em ăn trước đi. Mày nói là ông cứ ăn đi. How's it? Good? Just as good as the last time. Okay. Right. Ông nói cũng ngon y như lần trước vậy đó. Em mời cả nhà ăn hàu chung với Mai nha. It's good, right? Ngon. No. Tươi ngon. Rất là tươi và ngon. It's good, right? Ngon, yes, ngon, good. Chị là chỉ nói là nhìn giống như là Mai ăn hết hàu luôn. Yes, hai cốt đây nè. Này còn đây là it's really good. I love it. It's so fresh. Yeah. Right here, right here, right here. That's it. Thank you. Thank you very much. Ông xã Mai giờ này cũng ăn nước tương nữa, hồi xưa đâu thèm ăn nước tương đâu cô chú anh chị, ăn không vậy thôi đó. Cái rí cái Mai nói ủa
chấm nước tương nó mới ngon, cái chấm thì cũng quen ha. Chứ người Mỹ thì họ ăn cái khẩu vị nó rất là plain, nghĩa là rất là không có vị gì hết á. Đây là cái cá hồi sushi của ông xã Mai với lại chân cua Noel. I'm good, thank you. Nice to meet you, I'm good, thank you. Oh my god. Đó, điện thoại reng liên tục vậy đó cô chú anh chị. Nãy giờ là Mai, sáng giờ Mai nghe mấy chục cuộc điện thoại, cứ đi với ổng rồi, cứ nghe điện thoại vậy đó. Mai nói đẹp quá, cái Mai nói ổng chưa? You eat flower. Maybe later. Ông nói là chút xíu nữa, có thể chút nữa. Ăn hết rồi. Nãy giờ chồng Mai hôm nay giỏi lắm cô chú anh chị ơi, ăn hết không còn một miếng nào luôn ha. Mai thì xử sạch cái khay oyster này. Ông xã Mai thì ăn sạch cái khay sushi của ông xã. Thấy người ta để này dễ thương không? Trên cái miếng gỗ còn có cái vân gỗ nữa ha. Thấy xinh xinh dễ sợ luôn á. Một bữa trưa nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng dữ lắm ha. Có một khay chà bá lửa vậy thôi. Ông xã Mai đi ra tính tiền là nghe điện thoại reng rồi đó. Cô chú anh chị thấy không? Ông xã Mai lúc nào cũng điện thoại reng vậy đó. Ôi trời, Mai no quá no rồi chứ chị, no kinh khủng no luôn á. Ăn hết 9 con hầu ha. Nếu mà lần tới đó mà Mai với Chay Đà với Linh đó mà muốn ăn hầu thì Mai sẽ dẫn Chay Đà tới đây. Tại vì Chay Đà cũng thích ăn hầu lắm cô chú chị. Nhưng mà Mai thì Mai thích ăn hầu của người châu Á mình hơn, của người Nhật hơn. Bởi vì cái hầu của người Nhật á, họ để nước tương rồi họ để cái này cái kia vô nó ngon. Còn hầu của người Mỹ không để gì hết trơn á. Nó có mỗi cái hầu không mà Mai không thích ha. Thì ba đứa tụi mình lần tới Mai sẽ dẫn tụi nó tới đây ăn cho biết. Tại vì cái nhà hàng này mới thấy hầu rất là tươi và ngon. Lần tới có thể tới đây chỉ ăn hầu không thôi cũng được nữa ha. Nhưng mà Mai sẽ gọi điện trước hỏi người ta coi người ta có hay không nữa. Chứ không có công mà tới đây là không có cũng mới công công đi ha. Tại vì cái nhà này cũng cách nhà Mai khoảng nửa tiếng là cô chú chị chứ không có gần. Ông xã Mai biết Mai là hay phải quay cho mọi người xem đó. Tại vì mỗi lần tính tiền xong là hay quay cho mọi người xem lắm. Nên là tính trả tiền xong là phải đem cái bill ra cho Mai xem ha. Bữa ăn ngày hôm nay thì Mai với ông xã ăn cũng đơn giản lắm. Có hai cái ly trà nè, hai chén súp, một cái makiro của ông xã Mai với một cái oyster của Mai là 58 đồng 83 sen. Ông xã Mai cho tiền bo là 20 đồng ha. Hôm nay thì anh vui đó nha. Nói chung là ông xã Mai lúc nào cho tiền còn cũng nhiều hết. Nếu mà Mai thì Mai có thể cho 15 đồng, còn ông xã Mai sẽ cho 20 đồng. Đó, thì tổng cộng là 78 đồng 83 sen. Ông xã Mai thì cái nhà hàng nào mà ngon mà làm cho anh vui đó là anh không có tiếc đâu. Này, ông xã Mai cũng uống nước trà nữa thấy không. Đó, thôi thì bây giờ hai vợ chồng Mai ăn xong rồi đi về thôi. Thank you. Ê, ông xã Mai nói Mai có kênh YouTube. Chị nói lần tới là dẫn bạn tới đây. Ông xã Mai nói là kênh giới thiệu kênh đó. It's Vietnamese, I can type in YouTube đi. Yes. Oh, YouTube. Yeah, YouTube. Okay, YouTube. Ooh, look at this. Đây, ông xã Mai đi đâu cũng quảng cáo kênh YouTube của vợ, cô chú anh chị. Mắc cười dễ sợ luôn. Hôm nãy chị đó, chị nói để chị đăng ký ủng hộ. Rồi xong rồi chị cũng nói chuyện dân chơi rồi giới thiệu chị là người huấn luyện viên thể hình đó cô chú anh chị. Không phải là thể hình là cử tạ đâu mà huấn luyện viên giống như là gym này nọ đó. Nên thành ra là người của chị không có một chiếc mỡ nữa. Còn người Mai mỡ không, nhìn thấy chán dễ sợ. Nhìn chị xong quay qua mình thấy trời ơi. chết rồi. Sập sệ quá. Mai nói giỡn vậy thôi thì mỗi người một cái cách sống ha. Mai thì không có cái gì, Mai cái gì Mai cũng vừa thôi chứ không có quá. Là phải dục để cho sức khỏe thôi. Chứ Mai cũng không có quá. Nhưng mà Mai thì cũng ngưỡng mộ những cái người mà sống muối vậy, cơ thể đẹp lắm. Nhưng mà mình thì mình không có làm được, không có vượt lên chính mình được cô chú anh chị ha. Tại vì tập thể dục nó cũng cực lắm. Mai thì ăn giỏi thôi chứ còn tập không có giỏi. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình đi về nha cô chú anh chị. À, thấy Mai thấy ổng nhảy cái Mai quay phim cái ổng ngưng liền ổng làm. Chịu không thấu. Đây trời đang mưa nè cô chú anh chị ơi. Mưa mà còn mưa đá nữa, mấy cái hạt đá li ti chứng tỏ là ở trên kia. Chứng tỏ là trên kia nó rất là lạnh ha, nó rớt xuống đây rồi nó tan bớt ra. Đây Mai đã về nhà rồi cô chú anh chị ơi. Mai cảm ơn cả nhà đã cùng với vợ chồng Mai đi một vòng đi khám bệnh rồi đi ăn ngày hôm nay cô chú anh chị ha. Thì ở bên này ai đa số cũng đều đi khám bệnh mỗi năm một lần á. Đó là khám bệnh định kỳ ha, mà mình phải đi khám tổng quát, rồi mình đi khám máu, rồi mình khám phụ khoa, và Mai thì Mai phải đi khám chụp ngực nữa. Thì đó là một cái vòng mà mỗi năm những người Mỹ ở đây họ thường phải đi khám, và người Việt Nam mình ở đây họ cũng đi khám giống như vậy, để đảm bảo là khi mà có chuyện gì xảy ra đó thì mình biết nó từ sớm, mình không có để nó quá muộn. Nếu mình để nó mà nó quá muộn thì mình trở tay không có kịp, thì mọi chuyện nó hối hận.
thì cũng không có mới kịp nữa rồi cô chú chị ha. Vì đó thì Mai khuyên mọi người cũng nên đi khám định kỳ mỗi năm một lần, nên chú trọng đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Bởi vì khi mà mình chưa có bệnh thì mình xem rất là nhẹ, nhưng mà khi mà mình bệnh rồi thì mình hối hận không có kịp đâu. Mình nói giá như hồi xưa mình đi khám thì mọi chuyện nó đã muộn màng rồi. Và khi mà mình để mình bệnh thì nói chung là nhiều cái hệ lụy xảy ra lắm. Nhưng mà gia đình mình mất mát, con cái mình mất mát, bản thân Mai bây giờ Mai cũng 40 tuổi ha, thì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì con Mai cũng còn nhỏ lắm, thấy cũng thương các con lắm cô chú anh chị. Và giống như là vợ cũ của ông xã Mai đó, thì cũng giống như là mùa hè đó thì đi xuống cái ngôi nhà dưới biển chơi thôi, chứ cũng không có gì bận rộn hết. Và nhiều khi cứ ỷ y đó, xong rồi cứ bỏ một kỳ khám, xong rồi lại bỏ một kỳ khám, ví dụ vậy thì bỏ hai kỳ, thì tới hồi mà cái xét nghiệm ra mà ung thư thì nó đã di căn rồi, thì lúc đó là có đổ bao nhiêu tiền vô chữa thì nó cũng không có được nữa cô chú anh chị. Thì tâm sự một chút xíu thôi. Cảm ơn cả nhà đã cùng với gia đình Mai trải nghiệm buổi sáng ngày hôm nay ha. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Nếu mà yêu thích video của Mai thì nhớ đừng quên cho Mai xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt.